Còn tay mà múp thì mình sẽ đeo là 36 luôn. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, chủ đề về đồng hồ chính hãng, một trong những thương hiệu đồng hồ xa xỉ bậc nhất hiện nay trên thế giới. Đó chính là thương hiệu Rolex. Đây là một chiếc đồng hồ mẫu mới nhất năm nay với mặt đeo chủ đạo là màu xanh lục lam. Đây là chiếc đồng hồ size 36, mà size 36 thì dành cho phù hợp với tất cả những cổ tay của những người nam và những người nữ. Đối với bây giờ thì size 36 này thuộc thể loại là dòng đồng hồ với size unisex dành cho cả nam tay vừa như Kỳ Lân và nữ tay múp một chút thì sẽ đeo 36 rất đẹp. Còn 28 thì nhỏ quá, bây giờ thì ít người chuộng rồi. Hoặc là nữ tay nhỏ thì đeo 31. Còn tay mà múp thì mình sẽ đeo là 36 luôn. Và đây là một điển hình. Chiếc đồng hồ này khách hàng đã đặt của Kỳ Lân một cặp, tức là hai chiếc dành cho nam và nữ đeo cặp với nhau. Anh cũng đeo 36 mà em cũng đeo 36, đeo cặp cùng là một mã số, cùng là một sản phẩm, cùng là size 36, cùng là full vàng hồng Rogol AU750, cùng là vành bezel kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn của hãng, mặt là màu xanh lục lam chủ đạo dòng Daydead. Và đây là cái giấy tờ, giấy khai sinh, thẻ chính hãng của đồng hồ Rolex chính hãng này 128345 với mới nhất 2024.